Rồi, hai, xin chào anh em, chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng Nội Địa Úc ha. Và hôm nay em là Thắng, theo cái yêu cầu của anh em trong cái clip mà dụng cụ á, là lên cho anh em mình cái máy cắt cỏ đi ha. Thì cũng sắp tới là mùa mà để anh em cắt cây, dọn cây. Rồi có thậm chí là một số anh em cắt gốc rạ, rồi một số anh em thì lại cắt cỏ cho gia súc. Thì hôm nay em sẽ lên đủ mặt hàng về máy cắt cỏ cho anh em mình tham khảo, từ thị trường Úc, thị trường Mỹ cho tới cả thị trường Nhật. Và em xin thông báo với anh em mình là trong cái clip này nha, là cắt cỏ ít tin hôm nay em về lại cho anh em mình đầy đủ rồi nha. 24, 26 có sẵn cho anh em mình tới cửa hàng lấy liền luôn. Ít tin có luôn cho anh em mình lại rồi nha. Thì trước Tết là cái mẫu này hết, thì bây giờ mới có lại thì em sẽ lên cái clip cho anh em. Lô này là siêu phẩm của ít tin luôn, ít tin da băng nè anh em, cực kỳ đẹp ha. Anh em nhìn máy đều răng rác luôn. Nói chung là lô này thì xíu nữa em sẽ đi cận cảnh chi tiết cho anh em mình tham khảo. Còn bây giờ thì em sẽ lia qua từng món cho anh em mình nè, để anh em mình tiện nắm bắt khi mà xem cái clip này ha. Thì clip này nó cũng nhanh thôi, thì đa phần là những cắt cỏ với những cái máy xăng mà hôm nay em cho lên clip ngày hôm nay ha. Ở đây thì có thỏi lá đeo vai, thỏi lá đeo vai còn 4 con duy nhất nha anh em. Anh em nào nhanh tay thì mình chuyển cái thỏi lá đeo vai ha. Cắt cỏ cước gia đình cho anh em nào cắt ít nè, cắt nhà nè, có ít cỏ thì mình lâu lâu mình dùng ra mình cắt nè. Rồi cắt cỏ này là cắt cỏ Úc nè, cắt cỏ Nhật máy nhỏ nè ha. Kể cả hôm nay em có luôn cái máy cắt cỏ mà đeo vai mà lần trước hết cho anh em mình ha. Đặc biệt với anh em mình là 4 con này đều có trợ lực giật nha. Anh em nào nhanh tay thì mình chuyển 4 con này là đúng bài luôn ha. Rồi, cái cây tỉa cành nó đem ra giùm anh luôn mày. Rồi, đi vào con đầu tiên cho anh em mình ha. Thì em giới thiệu với anh em mình đó là em còn một cái con đầm đất full bore. Con này là con đầm đất full bore 650, mã của nó là 6.5 HP ha. Con này động cơ là 4 thì, 196cc, 11.000 là tương đương với lại là lực đạp là 11.000 tấn nha anh em. Con này là 3.600 vòng trên phút ha. Để là bàn 6 tấc cho anh em mình, chiều dài 6 tấc ha. Cho anh em mình máy cực kỳ đẹp. Lô này thì là máy cực kỳ đẹp nha anh em. Con này là gần như mới luôn, lốc mới nha, chỉ có những cái chỗ mà hơi ấy là nó rỉ sét thôi, còn lại là máy này mới đổ xăng vô giật nổ luôn nha. Kể cả cái bình xăng mà nó còn cả cái giấy này chưa bóc ra luôn cho anh em mình đó. Thì anh nào mà hay làm công trình hay mua về đầm đất nền đồ này kia thì anh em mình dùng con này là đúng bài. Động cơ 6.5 HP full bore là thương hiệu của Đức và được con này về từ Úc nha anh em. Con này là 4 thì đó, nó có chế độ ga ở đây, máy 4 thì, lốc máy thì trắng anh em khỏi phải bàn rồi ha. Đó, máy trắng cực kỳ, nói chung là mới đổ xăng vô. Còn những cái chi tiết này nó hơi rỉ sét thì không quan trọng nha anh em. Quan trọng là cái đầu máy anh em nhìn gần như mới ha. Ở đây là châm nhớt thủy lực. Còn bây giờ giật nổ test thử cho anh em mình nghe tiếng cái ha. Ở đây thì cũng nền gạch, em không có đầm thử cho anh em mình coi được. Nhẹ cái thôi anh. Máy cực kỳ nha anh em. Rồi, con đầm đất full bore này hiện tại em đang bán cho anh em mình á là 4.500.000, là chưa bao gồm phí ship ha. Phí ship thì anh em cộng vô giùm em. Ví dụ như ở ngoài Bắc thì là 480.000. Còn ở dưới miền Tây, miền Trung đổ lại thì tầm khoảng 380.000 nha. Đó, 480 với lại 380 đó là cộng vô cái tiền máy là 4.500.000 con này ha. Tại riêng con này trước giờ trong clip em có nói là không bao ship. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng về con đầm đất này thì mình chuyển ha. Rồi, món tiếp theo lên cho anh em luôn. Đó là cái cây thổi lá đeo vai. Thì mấy clip trước anh em kêu review con máy thổi lá đeo vai. Thì hôm nay em lên cho anh em mình mẫu đó là thổi lá đeo vai Ryobi. Con này thì là 38cc nha, động cơ 2 thì, máy cực kỳ đẹp ha. Anh em nào thổi công trình, thổi vườn đó, vườn rộng, thổi sân đồ này kia, thổi bụi cho sạch đó anh em, thì anh em mình dùng con này. Con này thì mang trên vai thao tác rất là dễ. Đặc biệt anh em nào mà có cái vườn rộng hoặc là rừng cao su rồi đó, anh em thổi gom lá thì cái này là đúng bài ha. 38cc, động cơ 2 thì của Ryobi. Con này là 275km gió trên giờ ha, cũng khá là mạnh nha. Ổng nè, ga cò bóp cực kỳ đẹp, máy rất là sáng luôn. Em tháo sẵn luôn cho anh em mình coi nhìn cái lốc nè, cực kỳ trắng và đẹp luôn ha. Con này thì không phải chê đâu nữa. Rồi bây giờ giật thử test thử cho anh em mình coi luôn.
cũng chưa thao tác được luôn anh ơi. Đang chết nổi luôn. Em còn 4 con nha anh em. Tắt luôn. 38cc thì động cơ này cũng là lớn rồi ha. Không cần phải bàn về cái độ mạnh yếu của nó nữa rồi. Thì lực gió thì em cũng đã nêu cho anh em mình rồi là 275 km/h ha. Thì cỡ như mà gạch nhỏ nhỏ, sổ nhỏ nhỏ thì bay hết nha anh em. Thì cái này thì nó thiết kế đeo vai. Tự nhiên hỏi anh em mình hỏi những công trình lớn nè, các bụi hoặc là vườn lớn để anh em thổi gom lá thì nó cũng ok luôn. Đó thì hiện tại cái này em đang bán cho anh em mình với giá là 2.800.000 một cây. 2.800.000 một cây thổi lá đeo vai của Rabi ha. Mẫu này ở trước Tết em cũng đã lên clip rồi, nhưng mà hôm nay soạn lại được còn 4 con. Đó, anh em nào nhanh tay thì mình chuyển ha, còn 4 con cho 4 anh em nào duy nhất thôi. 2.800.000 là đã bao gồm phí ship rồi ha. Rồi chỉ có một con nằm đất là em không bao ship, còn tất cả còn lại trong clip này làm đều bao ship cho anh em. Anh em nhận hàng chỉ trả đúng cái tiền nhưng mà em báo giá trên clip này ha, nên anh em mình không cần phải quan tâm về cái phí mà cộng thêm khi ship máy nữa rồi. Rồi, lên cho anh em mình một cái mẫu nữa, đó là cái con mà tỉa cành hàng rào bằng xăng ha, của Rabi. Con này thì lam là được 60cm, anh em mà chuyên tỉa hàng rào, tỉa cây cảnh rồi này kia đó, cắt hàng rào mà theo khuôn khuôn rồi đó anh em, thì anh em mình sử dụng cây này ha. Cây này thì cái lóng rất là lớn. Anh em mình cắt cái cây mà cỡ như là to hơn ngón cái thì cũng được luôn ha. Máy anh em chỉ cần giật cái là nổ. Máy này cũng là động cơ 2 thì rất là nhạy nổ ha. Đó, động cơ 2 thì. Con này thì 25cc giật nổ cho anh em coi cái luôn anh. Tỉa hàng rào dùng xăng ha anh em. Kéo nghe nè. Con tỉa hàng rào dùng xăng lam 60, động cơ 2 thì 25cc. Em đang bán cho anh em mình với giá là 1.800.000 ha. Dành cho anh em nào chuyên làm cây cảnh, chuyên tỉa hàng rào, nhà có hàng rào bonsai, hàng rào kiểu rồi đó, anh em dùng cây này tỉa là đúng bài nha. Cành mà cứng cứng thì mấy cái này vivo. Còn máy pin thì là mấy cây mỏng mỏng nhỏ nhỏ thôi anh em. Còn máy xăng này dùng những cho các cây, những cây lớn, cây khô, cây già cứng rồi anh em. Đó, 1.800.000 một máy tỉa hàng rào xăng. Rồi. Rồi bắt đầu vô cái vấn đề là máy cắt cỏ ha. Em sẽ đi chi tiết cho anh em mình từng mẫu để anh em mình tiện nắm bắt. Đó là em đi từ cái mẫu rẻ nhất cho tới mà cái mẫu cao nhất hiện tại bên em đang có bán cho anh em mình luôn. Đó thì em sẽ đi từ cái máy rẻ nhất. Và con đầu tiên em sẽ đi đó là cái con cắt cỏ Homeline. Trước mặt anh em đây là con cắt cỏ Homeline. Con này là thị trường Mỹ nha anh em. Con này là 25cc, động cơ 2 thì. Nhà anh em nào mà có cỏ ít, cỏ ngắn, cỏ thảm thì anh em dùng cái này là đúng bài. Anh em muốn gắn lưỡi thì em gắn lưỡi cho anh em. Anh em mà muốn để ổ cước như vậy về cắt cỏ mình á thì anh em để ổ cước này cho anh em ha. Thì cây này vẫn gắn lưỡi sắt được bình thường ha. Ví dụ như anh em nào mà lấy cái này á mà gắn lưỡi sắt á thì cộng giùm em 100.000, còn gắn ổ cước như vậy thì chỉ làm em báo giá đúng ổ cước cho anh em mình luôn. Máy này thì là động cơ 2 thì 25cc. Máy này là Homelit Mỹ nha anh em. Con này thì chuyên dụng để cắt cỏ mịn, cỏ thảm, đầu riêng của nó là đầu cước. Gắn lưỡi vẫn được bình thường, giật nổ test thử cho anh em coi cái luôn anh. Lóc rất là trắng nha anh em. Anh em nhìn nè, cái vỏ nó cày cày thôi lóc nè anh em. Đầu nó là đầu cước ha anh em. Thì cái cây Homelit đỏ 25cc này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.000.000 đúng một cây. Anh em nào gắn lưỡi thì là mình thêm mình 100.000, đó là 1.100.000 ha. Còn anh em nào lấy ổ cước này về cắt cỏ mịn, cỏ thảm, cỏ nhỏ thôi thì anh em mình sử dụng cái này. Và anh em lưu ý, anh em hay hỏi là giống như ở nhà cỏ như thế nào thì xài cước hay là lưỡi, thì em cũng nói trong clip này luôn để cho anh em mình tiện nắm bắt ha. Ví dụ như anh em xài mà cỏ thảm, cỏ lướt, cỏ mịn á
nhỏ, rất là nhỏ. Anh em mà thấy dây cước chắc được á thì anh em mình xài dây cước. Còn những cọng cỏ mà như là ngón út trở lên này rồi thì anh em phải dùng lưỡi anh em cắt mới được. Và riêng cái dòng mà cắt cỏ Nhật hôm nay em sẽ tặng luôn cho anh em mình hai cái đầu rất là hay ha. Còn mẫu này thì anh em mình phải thêm tiền giùm em nha. Ví dụ như cây này cây cước nè, giá chỉ có 1 triệu. Anh em nào muốn gắn thêm lưỡi thì thêm giùm em 100 ngàn, là 1 triệu 1, vừa ổ cước vừa lưỡi giùm em ha. Rồi, ở đây thì em cũng có cái con màu đen nha, hai màu cùng là đều là hôm lít hết cho anh em mình ha. Anh em nào thích màu đen thì mình lấy màu đen, anh em nào thích màu đỏ thì mình lấy màu đỏ. Máy cũng y chang nhau, tình trạng vẫn y chang nhau, công suất vẫn y chang nhau, chỉ có là màu đen với màu đỏ thôi. Anh em nào hợp màu đen thì lấy màu đen, anh em nào hợp màu đỏ thì lấy màu đỏ. Giá vẫn vậy, 1 triệu 1 cây nha, 1 triệu 1 cây. Cắt cỏ 25cc Mỹ đầu cước nha. Anh em nào mà nhà mà ít ít cỏ, lâu lâu mình đem ra mình cắt cho nó gọn á thì anh em mình lấy cái nhỏ này làm thấy vừa nè nó. Còn anh em nào mà muốn cắt nhiều thì lát đi vào từ mẫu sau thì tiếp tục em sẽ nói cho anh em mình luôn. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là cái con cắt cỏ Ryobi 25cc. Con này là thương hiệu Ryobi, con này là thị trường Mỹ luôn nha anh em. Mã này là mã Mỹ về cho anh em mình luôn ha. Riêng con này thì 25cc, đầu vẫn là đầu cước ha. Anh em nào gắn cái lưỡi thì thêm giùm em 100 ngàn luôn. Đó, thêm giùm em 100 ngàn là gắn lưỡi. Con này thì là 25cc. Anh em nào thích thương hiệu Ryobi thì mình chuyển cây này. Rồi giật độ test thử cho anh em mình coi cái luôn anh. Rồi, con này thì là hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1 triệu 200 ngàn ha. 1 triệu 200 ngàn. Anh em nào gắn thêm lưỡi thì thêm giùm em 100 ngàn nha. 1 triệu 200 ngàn, gắn thêm lưỡi thì mà thêm giùm em 100 ngàn. Đó, hôm nay là còn hai con Ryobi này ha, giá rẻ cho anh em mình luôn, nhanh gọn. Để anh em lưu ý ha, anh em mua cắt cỏ bên em là cái dây đeo là được đều tặng hết, nên không cần phải quan tâm là họ có cho dây đeo không hay là phải tự đi mua dây đeo. Dây đeo là mỗi máy em đều tặng cho anh em một sợi dây đeo theo máy hết luôn. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là cái con cắt cỏ Makita. Động con này là con cắt cỏ Nhật. Thì hai con Makita này em có hai cái loại tay nắm khác nhau ha, tay càng và tay cục. Tay cục thì anh em mình cầm quơ nó, còn tay càng thì anh em mình cầm phẳng thôi. Nói chung là một số anh em thì thích tay cục, một số anh em thì thích tay càng như vậy. Thì em sẽ có hai mẫu hai con này cho anh em mình luôn. Con này là động cơ Nhật, cũng là 26cc. Hai con này đều là 26cc ha, Makita Nhật. Đó, động cơ 2 thi. Và riêng từ cái hàng cắt cỏ Nhật này trở đi nè, thì em nói là em sẽ tặng cho anh em mình cái lưỡi sắt sẵn luôn ha. Và thêm một cái ổ cước là vừa cho anh em mình vừa xài cắt cỏ cứng, vừa xài cho anh em mình cắt cỏ mềm được luôn ha. Đó, riêng về những cái dòng máy Nhật thì em sẽ tặng kèm cho anh em mình vậy, để cho anh em mình về cái là bập luôn. Đó là va chạm cỏ nào thì anh em mình chuyển cỏ đó. Nói chung là không cần phải đi mua thêm gì nữa. Nói chung là mua hàng của Thắng về là xài, không cần phải làm gì nữa thêm. Rồi, thì hai con Makita này em có 26cc, giật nổ con cho anh em mình nghe tiếng cái luôn. Giật nổ cái cho anh em mình nha. Máy là hoạt động zin không lỗi lầm, về là xài thôi nha anh em. Và anh em lưu ý tới tay, em giật nổ cho anh em mình biết là về là. Rồi, tắt máy anh. Đó, máy là con nào dở tay cũng nổ, chứ để anh em mình nói tại sao cái giá nó rẻ rồi sợ không nổ, về phải làm thêm này thêm kia. Và anh em lưu ý ha, những món mặt hàng trên clip này là đều được bảo hành 3 tháng hết. Về sau là không anh em mình cứ liên hệ em hỗ trợ sửa chữa hoàn toàn cho anh em mình luôn. Nên anh em mình cứ vấn đề mà thí dụ trong 3 tháng mà lỗi hỏng gì á, gửi về gửi đi hoặc sửa em chịu trách nhiệm hoàn toàn với anh em mình. Đó, nên anh em mình mua hàng của em về là phải xài. Về là phải xài liền nha. Rồi, hai con Makita này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1,5 triệu một con, đã bao gồm phí ship ha. Có hai mẫu tay cục và tay càng, anh em nào lấy tay nào thì mình lưu ý nhớ mãi giùm em hai mẫu này, tay cục tay càng đều là 1,5 triệu mẫu Makita nha. Rồi, tiếp tục với anh em mình, bên đây thì em còn một con Mitsubishi. Con này là Mitsubishi 21cc, con này thì là tay cục luôn ha. Mitsubishi này vẫn là 1,5 triệu một con luôn nha anh em, 21cc tay cục Mitsubishi. Đó, vẫn hoạt động riêng không lỗi lầm, quay từng chi tiết góc cạnh cho anh em mình coi. Hàng Nhật mà chất hàng như vậy là quá đẹp rồi ha anh em. Đó, 1,5 triệu một cây. Rồi, đi vào tiếp thì cái hàng này á, thì trước giờ anh em mình cũng biết rồi hả, cắt cỏ Echo. Đây, Echo hôm nay em lên cho anh em mình đó là 24cc. Đó, những con trước mặt anh em đây là đều 24cc. Và máy trắng,
chụp bô màu đen nha. Anh em lưu ý nhớ mai này giùm em, tay đều là tay càng nha, ga bóp nó đều là gắn lưỡi tròn cho anh em mình hết, tặng thêm một cái đầu cước cho anh em mình nữa. Nói tặng là tặng nha anh em, nên anh em mình cứ yên tâm. Thì cái mẫu này nó vẫn có tay càng đó, vẫn có tay cục cho anh em mình. Thì hiện tại mẫu này em đang sale bên shop là 1.700.000, là đã bao gồm phí ship ha. 1.700.000 là đã bao gồm phí ship. Nói chung là máy đầy đủ phụ kiện dây đeo này kia, nói tặng là tặng cho anh em mình hết. Đó, 1.700.000 một con, 24cc. Giật nổ test thử cho anh em mình coi, động cơ 2 thì luôn nha anh em. Clip hôm nay là chỉ có cái máy đầm là 4 thì thôi nha, còn lại là 2 thì hết nha anh em. Tê tái luôn nha, để im cho Ganti xíu anh. Đó, nhận hàng anh em có thể test giật nổ luôn mà, nhận hàng anh em là test thoải mái nha, giật nổ luôn cho anh em mình. Giật nổ rồi xong mới nhận, đúng như trong clip quảng cáo nha. 1.700.000 một cây là đã bao gồm phí ship cho anh em mình rồi ha. Echo 24cc, tay cục tay càng thì anh em mình lựa chọn giùm em ha, cứ yêu cầu nhắn tin là yêu cầu nhớ mã, nói là lấy Echo 24cc tay càng hay tay cục có việc nói em. Rồi, 1.700.000 một cây Echo 24cc ha. Rồi, tiếp tục với anh em mình, đó là bốn cái con cắt cỏ, một con Echo, ba con Echo, một con Yanma. Thì Echo ở đây trước mặt với anh em là Echo Kyorit 260A ha. Con này là đeo vai, dây cáp cầm tay. Thì anh em nào mà thích cái mẫu mà anh em mà làm nhiều á, gọi là mỗi tay cầm mang dai đồ mỗi tay đó anh em, thì anh em mình lấy cái mẫu mà đeo vai giùm em vậy, cầm rất là tiện ha. Chỉ cầm cái cần thôi, còn cái máy thì mình mang trên vai rồi, nó rất là tiện cho anh em mình vơ ha. Anh em nào mà cắt chuyên nghiệp cỏ nhiều á thì anh em mình sử dụng cái mẫu này là đúng bài luôn nè. Nó gọi là đeo vai. Thì mấy con này là cực kỳ đẹp ha anh em. Anh em nhìn lóc máy nè, đó, chất máy nè, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Con này là con Yanma nha anh em, còn ba con này là con Echo, tất cả đều là 26cc hết. Và anh em lưu ý bốn con này đều có trợ lực giật. Đó, cái trợ lực giật anh em tìm với ít hàng nè. Đó, trợ lực giật là do phụ nữ dùng được. Rồi anh em nào yếu mà sợ giật không nổ, khó nổ á, thì cái trợ lực giật này rất là hay cho anh em mình ha. Rồi giật thử bốn con lượt cho anh em mình coi luôn anh. Đều có trợ lực giật cho anh em mình hết nha anh em. Lưu ý giùm em chỗ này ha. Một con nè, dở tay là nổ anh em, gọi là dở nách là nổ thôi, đúng không? Đều có trợ lực giật hết luôn nha anh em. Lên ga một con cho anh em coi nha anh. Rồi ok anh, rồi tắt luôn anh. Máy rất là đẹp ha anh em. Đó, mấy cái dây này về là phải giặt rồi anh em. Còn máy quan trọng là máy thôi. Và cái dây này thì mua ngoài hoặc là ở đâu cũng có, hoặc là về giặt luôn xài. Đó, tại em chưa có thời gian để giặt. Còn mấy cái đầu máy thì em lựa quá đẹp rồi anh em. Đó, thì hiện tại mấy cái con cắt cỏ mà đeo vai như vậy, em đang bán cho anh em mình với giá là 2.200.000 một con. Bốn con này đều có trợ lực, cắt cỏ đeo vai, ba con Echo, một con Yanma. Anh em nào nhanh tay thì mình triển ha. Đều có trợ lực hết nha anh em, lưu ý giùm em ha. Dở nách là nổ, giống như xe vậy đó, rớt dép là nổ ha. Rất là nhẹ nổ cho anh em mình. Động cơ 2 thì 26cc. Rồi, tiếp tục, đó là hai cái mã cuối cùng mà em lên cho anh em ngày hôm nay ha. Phải nói là từ đầu clip cho tới bây giờ thì cái lô này anh em nhìn là quá chuẩn ha. Thì anh em nào cũng biết ha, Itin là thương hiệu quá nổi tiếng rồi anh em. Itin là thương hiệu quá nổi tiếng cho anh em mình rồi. Đó, thì hôm nay em về được nguyên một lô. Anh em nhìn nguyên cái dàn này là bắt mắt liền. Đó, thì nó sẽ có hai mã cho anh em mình lựa chọn, đó là mã 24cc và mã 26cc. Thì 24cc nó chỉ khác nhau với lại 26cc, đó là công suất. Thì đương nhiên công suất khác nhau thì giá tiền nó cũng khác nhau ha. Và lô này là tay càng cầm zin hết, toàn bộ zin. Thậm chí có những cái máy mà nó còn cả cái siêu Nhật ở bên đó về nữa nha anh em. Máy này là hàng Nhật.
và cái tiếng mà của Austin thì không bao giờ làm em thất vọng, nghe thôi là đã thích cái tiếng của nó rồi. Thì em sẽ đi từ cái con đầu tiên bên đây qua đây cho anh em, đó là mã những con này. Anh em nhìn những cái đầu mái nè, đó, giờ con nào nó cũng y chang nhau mà anh em kêu thắng lựa cho anh em một cái đẹp á là em không biết lựa làm sao luôn. Anh em nhìn qua một hàng cái đầu mái này nè ha, là không có cái nào xấu luôn nha anh em, tình trạng là 90% trở lên luôn đó. Tay cầm cũng là tay cầm zin đó, trắng cũng là trắng zin ha đó, rất là đẹp luôn. Số rồi trên mái rồi còn nguyên. Thì hai dòng này là hai dòng cắt cỏ hai thì mở tiêu Nhật sản xuất nha anh em. Con này thì là 24cc, thì 24cc này đó, giật cỏ thử con cho anh em coi luôn anh, rất là nhạy nổ ha. Anh em nào mà muốn con cắt cỏ xịn xịn ngon ngon thì dùng cái này là đúng rồi đó. Tiếng nổ thì quá tê tái rồi anh em. Tắt giật lại cho anh em mình nghe cả luôn, quá nhạy ha, tiếng tê tái luôn anh em ơi. Em nghe mà em còn thích. Rồi tắt máy anh. Rồi thì hiện tại là cắt cỏ 24cc này, động cơ 2 thì của Tiêu FS24C, em đang bán cho anh em mình với giá là 2.200.000 một cây. 2.200.000 hàng Austin. Đó, anh em mà muốn ngon, muốn xịn, muốn bền thì anh em mình dùng hàng này dùng em ha. Austin FS24C cực kỳ đẹp. Đó, đầu nào đầu nãy nhìn cần nè anh em. Đó, nguyên zin hết cho anh em mình ha. Dây đeo thì em tặng kèm, đầu cước thì em tặng kèm. Về là anh em chỉ chờ anh em xài thôi chứ không cần phải làm gì nữa hết. Đó, riêng mã là anh em lưu ý giùm em ha, FS24C. Đó, thì hiện tại giá là 2.200.000 một cây. Đó, rồi, anh em nào thích máy lớn hơn xíu đó là 26cc thì anh em mình chuyển qua bên đây ha. Bên đây, đó, là 26cc. Tình trạng con nào con nấy nó cũng đẹp keng luôn anh em ơi. Đó, nhìn cần nè anh em, từ chất nhôm cho tới tay nắm ha. Đó, những con cắt cỏ như vậy thì nên sưu tầm. Đó, rồi bây giờ giật thử cho anh em mình coi luôn. Đó, máy nào tới đâu thì giật tới đó. Dở tay là nổ. Tắt máy dở lại cái cho anh em nghe luôn anh. Tái ha anh em. Rồi thì 26cc này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2.700.000 một cây ha, là đã bao gồm phí ship cho anh em mình tới nhà rồi ha. 24 2.200, 26 2.700, đó là dành cho anh em mình có hai cái sự lựa chọn. Anh em nào thích ngon có điều kiện thì anh em mình chuyển 26, còn anh em nào vừa vừa tay là gia đình đồ này kia cắt nhiều luôn thì anh em mình sử dụng 24 mà nó cũng quá vivo rồi. Rồi thì em xin nhắc lại một lần nữa với anh em mình ha, tất cả những cái hàng trên em đều bao ship cho anh em mình hết và đều bảo hành cho anh em mình là 3 tháng hết. Về sau lại hỏng anh em mình có việc liên hệ phụ tùng này kia em có đủ cho anh em mình. Đó, số địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại 18 đường 8 Linh Trung Thủ Đức. Anh em tới chỉ có việc test máy ok, xem máy luôn này kia. Còn em nào ở xa thì có việc đặt hàng ha, chụp lại màn hình nhắn tin với lại hai số điện thoại trên góc màn hình là hai số điện thoại Zalo của shop. Thích con nào chụp hình lại con đó. Đó, rồi anh em mình chốt trên Zalo hoặc là nhận hàng kiểm tra thanh toán đều được hết nha anh em. Rồi, còn bây giờ thì chào anh em, hẹn anh em gặp lại video kế tiếp nha.